Hi xin chào các bạn chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. mình là Evelyn, là một Tarot reader. mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trao bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng mơ hồ thiên liêng và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là nửa cuối tháng 4 năm hai nghìn hai mươi bốn bạn sẽ vươn lên mạnh mẽ nhất về điều gì và đây những ra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha và hôm nay mình có ba lá bài tượng trưng cho ba tổ bài đây là tổ một tổ hai và tổ ba ha rồi mình xin mời các bạn chọn tụ Các bạn cũng có thể chọn theo cái màu sắc của những cái thẻ bài trong ba tụ ha Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1 hai xin chào các bạn tụ 1 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi Nửa cuối tháng 4 năm 2024 thì bạn sẽ vươn lên mạnh mẽ nhất về điều gì và đây là những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ một các bạn tụ một là những người đang cố gắng thu hút những cái điều mà bạn muốn nó sẽ trở thành thực tế các bạn là những người rất là chăm chỉ và siêng năng và khi mà bạn đã muốn một cái điều gì đó thì bạn sẽ bắt tay vô bạn hành động và hiện tại mình thấy các bạn là những người cực kỳ sáng tạo và đam mê học hỏi nâng cấp mà ngày càng có sự thăng tiến hơn à, trong cái um, công việc của mình một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn à, vừa mong muốn à, công việc của mình tốt đẹp mà vừa mong muốn tình yêu của mình nó có sự gọi là rạng rỡ các bạn là những người sống khá là tình cảm ha, ấm áp lãng mạn chân thành và có một là một người có thiên hướng về nghệ thuật à, bên cạnh đó thì mình thấy có thể là các bạn trong tình yêu các bạn rất là chân thành, ha, nhẹ nhàng, tinh tế và có sự thấu hiểu, trân trọng đối phương của các bạn. Một số bạn có thể là bạn đang có người yêu rồi hoặc là có thể một vài bạn đang cô đơn lẻ bóng gì đó thì có thể là trong cái giai đoạn nửa cuối tháng tư này có một số bạn sẽ có được cái tình yêu ngọt ngào ha. Chào dân. Ừ. Mình thấy uh, một số bạn ở đây thì có thể là uh, các bạn có sự cố gắng quyết tâm gì đó thì các bạn sắp có những cái kết quả ngọt ngào kết quả xứng đáng đối với các bạn về tài chính thậm chí là về tình cảm mà bạn có sự nhẹ nhàng tinh tế hơn với mọi người xung quanh và có một số bạn ở đây nguồn năng lượng rất là cao các bạn đang gọi là thu hút rất là mạnh mẽ những gì mà bạn nghĩ bạn muốn à, bởi vì bạn là một người biết gọi là bắt tay vô hành động biết chấn chỉnh bản thân của mình để có thể à, hòa hợp với nguồn năng lượng của sự tích cực lạc quan mình thấy là như vậy Rồi để mình xem coi à, Nửa cuối tháng 4 năm 2024 của bạn Thì bạn sẽ vươn lên mạnh mẽ nhất về điều gì? Mình thấy cuộc sống bạn cũng không phải là quá dễ dàng À, các bạn là những người luôn có sự dịu dàng với một cái thế giới khá là uh, tiêu cực đối với bạn chẳng hạn kiểu vậy ừ. nhưng mà những cái sự nhẹ nhàng dịu dàng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng một số bạn ở đây mình thấy có thể bạn đã từng bị uh, người khác tấn công về mặt uh, tâm linh hoặc là họ dùng những lời nói gây cho bạn cái sự tổn thương sự gọi uh, là nhức nhói và đau buồn uh tuy nhiên thì mình thấy có thể là bạn biết sử dụng cái uh, cái sự gọi là lòng trắc ẩn của mình để có thể um, buông bỏ để bạn có thể gọi là tha thứ ha, và để cho bản thân của mình tiếp nhận những cái nguồn năng lượng tốt hơn hạnh phúc hơn so với những nguồn năng lượng tiêu cực của sự uh, tức giận oán giận ở đây ừ. ở đây mình thấy thông điệp uh, vui vẻ chói ở phân này cho thấy là các bạn sẽ có cái nguồn năng lượng ánh sáng tràn ngập vào trong cuộc sống của các bạn các bạn sẽ có khá là nhiều niềm vui được gia tăng hoặc là các bạn sẽ có thể có những cái kỳ nghỉ gì đó sắp tới à, nó báo trước một cái à, niềm vui hứng khởi hơn hoặc là có một số bạn có một cái mối quan hệ mới bước vào cuộc sống của mình có ừ. là bạn sẽ có nhiều hoạt động xã hội hơn hoặc là bạn sẽ có nhiều bạn bè mở rộng cộng đồng của mình ừ và bạn tham gia vào những cái mục đích thú vị nó mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày của bạn à, khi mà bạn chọn niềm vui thì niềm hạnh phúc niềm vui nó sẽ mở rộng và mình thấy các bạn sẽ có một cái cơ hội để thể mở rộng trái tim của mình để đón nhận tất cả những cái niềm vui khác vốn có trong cuộc sống của bạn vì vậy bạn hãy có một cái sự gọi là làm những cái điều thú vị mà bạn đang nghĩ đến à, hãy chọn cách gia tăng niềm hạnh phúc trong môi trường và trong cái thái độ của các bạn à và hãy tìm và đón nhận cái niềm vui hiện có và những cuộc phiêu lưu mới tuyệt vời chắc chắn nó sẽ đến với các bạn đó mặc dù hiện tại có thể một số bạn các bạn đang cảm thấy cuộc sống của mình có những cái điều bị mắc kẹt những cái sự bất lực gì đó nhưng mà bạn có cái sức mạnh để bạn có thể cởi trói cho chính mình đứng lên mà bạn hành động và bước tiếp ha ừ. ở đây thì mình thấy là bạn phải cởi trói cho mình khỏi những khuôn mẫu tiêu cực và mở lòng đón nhận cái sức mạnh tinh thần của mình và giành lại cái quyền định hướng cuộc sống của chính bạn. À, đã đến lúc các bạn phải đứng lên bảo vệ chính mình, đừng để người khác thao túng cảm xúc tinh thần và bảo vệ chính mình một cách khôn ngoan khéo léo chứ không phải là gây ra cho mình thêm những cái hệ lụy đáng tiếc. Ừ. hãy có sự gọi là biết xây dựng cái hàng rào kiên cố để bản thân mình không có bị gọi là ảnh hưởng quá nhiều những cái nguồn năng lượng tiêu cực bên ngoài. Yeah. và chỉ để tâm đến những cái điều khiến bạn vui vẻ ha, và trọn vẹn cái hạnh phúc thôi còn những điều tiêu cực quá những người khắc nghiệt quá thì mình nên tránh xa bằng cách mình im lặng với những người đó ha. hoặc là thậm chí mình có thể um, rời khỏi những tình huống gì đó bạn cảm thấy có uh, hơi hám chiến tranh ở đây ừ, thấy là như vậy và trong cái giai đoạn nửa cuối tháng tư này có thể các bạn đang có bước vào một cái thời điểm rất là có giá trị um, và bạn có sự tăng trưởng về mặt trực giác À, và bạn có thể cảm nhận được cái chiều sâu thực sự sức mạnh của các bạn đó ừ, và bạn sẽ rũ bỏ được những cái cảm giác nghi ngờ và giới hạn và bạn chạm sâu hơn vào bên trong của mình để bạn có thể cảm nhận được cái sức mạnh vô tận của sự dĩnh cũ nó đang rung động trong tâm hồn của các bạn ừ, các bạn phải tìm thấy được con người thật của mình à, hoặc là các bạn tìm ra được những cái sự thật hoặc là bạn sẽ có những cái um, nhận thức cao hơn có sự thông thái hơn và có sự kết nối với um, thời gian bạn hãy suy ngẫm về bản sắc tâm hồn của bạn để có được tất cả những sự hiểu biết mà bạn cần và tất cả những giải pháp mà bạn tìm kiếm. Và tâm hồn của bạn đang dọn đường cho những cái phước lành sâu sắc sắp đến. Đó. Vì vậy bạn hãy để bản thân thiên liêng này hướng dẫn các bạn. Hãy lắng nghe tiếng nói nội tâm và cái trực giác của mình. Khi mà bạn làm như vậy thì bạn sẽ bắt đầu nhận thấy những cái điều kỳ diệu đang diễn ra trong cuộc sống của các bạn. Và mình thấy các bạn có một cái sự thành công trong cái việc giải phóng là lady Go các bạn sẽ buông bỏ khỏi những cái trở ngại cũ hoặc là những cái um, sự tiêu cực để bạn có thể giải phóng chính mình à, và có điều gì đó trong cuộc sống của bạn các bạn đã sẵn sàng để buông bỏ rồi đó có thể là một công việc cũ hoặc là một địa điểm hoặc thậm chí là một cái mối quan hệ không còn phù hợp với bạn nữa à, và cho dù bạn có cần giải phóng hoàn cảnh bên ngoài hay không thì cũng có một cái khuôn mẫu bên trong bạn cần phải được loại bỏ để đạt được cái hạnh phúc và kết quả mà bạn mong muốn hãy nhìn vào bên trong và bạn có thể à, bị quấy rầy bởi kiểu suy nghĩ chỉ trích hoặc là đáng lo ngại hoặc là một cái hành vi không lành mạnh ha. hãy xem xét xem mình có bị những vấn đề này hay không nếu có thì bạn cần biết rằng bạn đang tham gia vào một cái nguồn năng lượng tự hủy hoại ha. và bạn có thể thay đổi được đã đến lúc các bạn phải củng cố kỷ luật mà bạn cần phải buông bỏ ha. Hãy giải phóng bản thân của mình khỏi những cái con thú bên trong và bên ngoài nó đang kéo các bạn xuống Và mở rộng cuộc đời của bạn cho cái số phận của bạn nó không bị cản trở những gì mà bạn xứng đáng có được Ở đây mình thấy có thể một số bạn các bạn hơi có những cái suy nghĩ mâu thuẫn bên trong ha Kiểu như bạn rất là muốn làm nhưng mà bạn bị cản trở bởi những suy nghĩ tiêu cực hoặc là lo lắng bất an của mình Nó khiến cho bạn gọi là ngăn trở cái bước tiến của các bạn Thì bạn được nhắc nhở rằng bạn là một người có khả năng À, được hưởng những cái sự dồi dào mà vũ trụ ban cho bởi vì vũ trụ có sự gọi là vô hạn ha bạn xứng đáng và có khả năng biến ước mơ của mình cho thành hiện thực cho nên đừng để bất cứ điều gì kìm hãm cái sức sống kìm hãm cái ước mơ cái đam mê các bạn ừ. Ở đây mình thấy có thể một số bạn các bạn đã hoặc đang rơi vào cái trạng thái thiếu thốn về tài chính hoặc là mất mát về tình cảm ha. hoặc có những cái điều gì đó khiến bạn cảm thấy rất là bực bội và buồn bã À, và nó khiến cho bạn khó có thể gọi là thoát ra khỏi cái tình trạng đó ừ. thì uh, khi mà bạn gọi là để cái nỗi sợ hãi để cái nỗi đau buồn nó khống chế các bạn càng lâu càng dày thì có thể là các bạn sẽ bị rơi vào cái giai đoạn uh, mù mờ trong cuộc sống của mình và không có thể thoát ra được ừ. bạn hãy tập trung vào điều gì đó tích cực mặc dù có thể nó hơi khó khăn uh, nhưng uh, chỉ có cái điều đó nó có thể giúp cho bạn thay đổi được cái thực tế của các bạn à, hãy thực hiện các bước mà bạn cần để bạn có thể giải quyết bất kỳ những vấn đề nào có thể làm phiền các bạn à, nhưng mà đừng dừng lại ở đó hãy nỗ lực hết mình để luôn thừa nhận những gì mà bạn có thể dù là chi tiết nhỏ nhất hãy lựa chọn cái sự trân trọng bản thân và cuộc sống đó. sẽ phá vỡ những cảm xúc khắc nghiệt trong lòng và mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm tuyệt vời hơn và mình thấy các bạn có được những cái sự hỗ trợ chuyên nghiệp ha của những cái chuyên gia gì đó trong lĩnh vực nào đó mà bạn có thể tin cậy và vào cái lời khuyên của họ ừ, những cái tiềm năng nhận được cái sự trợ giúp to lớn đang mở ra cho bạn ngay bây giờ vì vậy bạn đừng có ngại theo đuổi nó ừ. hãy nhìn vào cuộc sống của bạn để tìm ra những cái lĩnh vực có thể cần đến cái sự trợ giúp chuyên nghiệp À, có thể một số bạn có những vấn đề về à, công việc kinh doanh hoặc là nhà cửa luật sư các bạn có những tranh chấp gì đó thì có khả năng những cái người giỏi trong cái chuyên môn đó xuất hiện để có thể hỗ trợ các bạn à, hoặc là có một số bạn sẽ có những hướng đi mới trong sự nghiệp của mình nha à, bạn có thể là bị thu hút bởi những công việc mà liên quan đến sự cố vấn tư vấn hỗ trợ dịch vụ à, và giúp đỡ người khác trong khả năng chuyên môn thì dù đó là kinh doanh hay là luật pháp hay là lập kế hoạch tiệc tùng hay huấn luyện Thì nếu như các bạn nghĩ đến cái việc trở thành một cái trợ lý chuyên nghiệp nào đó Thì bây giờ là cái thời điểm tốt để bạn có thể bắt đầu rồi Mình sẽ vươn lên mạnh mẽ nhất điều gì trong cái giai đoạn nửa cuối tháng 4 2024? Ở đây mình thấy điều mà rõ ràng nhất cái vấn đề về tình yêu đó. Ừ theo bạn khá là có vận đầu hoa trong cái giai đoạn nửa cuối tháng tư này và tình yêu ngọt ngào đến với các bạn và có thể chính bạn là người thu hút họ vào ha có thể các bạn đang gọi là mường tượng suy nghĩ về một cái mẫu người tiêu chuẩn mà bạn khát khao bạn có sự cầu nguyện ơn trên và có thể là cái lời cầu nguyện đã được đáp ứng các bạn sẽ có cái sự tràn ngập tình yêu thương hoặc là được rất là nhiều người sẵn lòng tương trợ giúp đỡ quan tâm đến các bạn À, ngoài ra mình thấy các bạn có những cái bước phát triển mới à, một cái hướng đi mới một con đường mới một cái kế hoạch mới hoặc là những cái sự hợp tác hợp đồng gì đó mới à, một vài bạn có thể làm những công việc mà liên quan đến hợp đồng giấy tờ gì đó có khả năng là sẽ có một vài cái hợp đồng mới trong giai đoạn này à, có sự gọi là um, hợp tác có lợi vui vẻ ha Ngoài ra thì có thể các bạn có được cái sự thăng chức lên một vị trí cao hơn hoặc là được người khác đón nhận, khen ngợi hoặc là ngưỡng mộ về cái tài năng, về cái um, cống hiến của bạn trong công việc. Ừ. Bên cạnh đó thì mình thấy là bạn sẽ có một cái sự tăng trưởng về cái mặt kiến thức rất là nhiều. À, các bạn hiểu sâu, hiểu rõ, biết nhiều hơn về một cái lĩnh vực mới gì đó mà bạn đang gọi là đào sâu nghiên cứu đó. À, hoặc là ai đó một cái người có cái chuyên môn cao như mình nói họ sẽ giúp đỡ cho các bạn bất kỳ những cái sự gọi là um, hiếu kỳ hoặc là bất kỳ những cái sự thắc mắc gì đó của bạn thì có khả năng sẽ được giải quyết hoàn hoàn toàn ha à, một số bạn thì có thể là các bạn sẽ um, xử lý được cái vấn đề uh, di chuyển nghĩa như các bạn có thể là chuyển nhà chuyển chỗ ở hoặc là bạn có khả năng là sẽ có sự gọi là di chuyển đi đâu đó thành công ha hoặc là người thân ở xa về thăm chẳng hạn ừ. và mình thấy có thể là các bạn cảm thấy tươi sáng vui vẻ và rực rỡ hào quang một số bạn thì có khả năng thu hút được mọi người chú ý về bởi vì bạn thể hiện được con người của các bạn thể hiện được cái khả năng sự khéo léo sự khôn ngoan ha sự gọi là lão luyện của bạn trong cái công việc của mình à, bên cạnh đó giống như là bạn có đất dụng võ vậy đó ừ các bạn có thể là sửa được ai đó cho cho bạn cơ hội hoặc là bạn có khả năng nắm bắt cơ hội khi nó đến với mình bạn thể hiện được cái sự nhiệt huyết đam mê trong cái ngành nghề mà bạn yêu thích và bạn có những cái bước là thăng tiến cao ngoài ra thì mình thấy có thể là các bạn sẽ gặp khá là nhiều trẻ em hoặc là bạn là một người có thể là có sự hỗ trợ khá là nhiều người trẻ hoặc là những trẻ em À, hoặc là có thể các bạn làm mỗi công việc gì đó mới ha, mà mang tính cách hỗ trợ người khác và có thể bạn cũng đạt được khá là nhiều những cái thành công ở bước đầu à, mình thấy là như vậy và ngoài ra thì có thể là bạn nào có người yêu thì có thể người yêu ở xa về thăm hoặc là đi chơi đi du lịch với nhau à, thậm chí các bạn sẽ có những giây phút chất ngất ngọt ngào ấm áp lãng mạn hoặc các bạn sẽ lên kế hoạch để có thể um, uh, có những cái sự tận hưởng ha, ở bên nhau có thể cũng có những cái vấp um, pháp gì đó nhưng mà bạn sẽ vượt qua được ha cái là bài này giống như lá điên luôn ha có sự gọi là vượt qua một cách êm ái mượt mà nhẹ nhàng và suôn sẻ thuận lợi và không có quá nhiều những cái uh, trăn trở hoặc là cản trở gì hết hoặc là như mình nói những cái vấn đề um, pháp lý giấy tờ gì đó đều được gọi là giải quyết ổn thỏa cho các bạn một số bạn có thể là học được rất là nhiều điều từ người khác cho nên từ đó các bạn cũng nâng cao tay nghề của mình hơn. À, các bạn có lá hy vọng tương tự như cái lá um, The sa đó. Ha, một số bạn là ước mơ trở thành sự thật trong cái giai đoạn nửa cuối tháng tư này. Và rất là nó rất là liên kết nó cô động lại những gì mà mình đã nói luôn mình thấy thế là bạn sẽ dương lên mạnh mẽ cái sự hy vọng cái sự lạc quan ha cái niềm vui à, cũng như là tăng cường được cái sức bền đồng thời khuyến khích bản thân mình tiếp tục ừ. đây sẽ là cái giai đoạn phát triển cá nhân và thức tỉnh tâm linh à, và những câu trả lời của bạn sẽ được tìm thấy trong các khía cạnh này hãy lắng nghe tiếng nói bên trong của bạn nhưng mà đừng có trở nên choáng ngợp với những cái lời tiêu cực về bản thân của mình ha? mà đây giống như là những gì mà mình đã nói rồi các bạn sẽ có sự gia tăng sự khôn ngoan hoặc có những cái người khôn ngoan thông thái họ sẽ đến để có thể giải đáp những cái khúc mắc hoặc là giúp cho bạn có thể vượt qua được những cái trở ngại và các bạn sẽ có được cái sự thành công nếu như bạn có sự siêng năng ha và đồng thời thì nó cũng báo trước một cái mối quan hệ lãng mạn mới và ngoài ra hãy cảnh giác Ừ, trong cái lời ăn tiếng nói Để mọi thứ trong cuộc sống của bạn Nó có sự hài hòa vui vẻ ha, Chứ không phải là cái sự hiểu lầm ừ. Và các bạn cũng đang bước vào Cái giai đoạn lãnh đạo ha, Hoặc là có thể đừng từ chọc Đừng từ bỏ những cái cơ hội gì đó Hứa hẹn Vì hiện tại thì có rất là nhiều tiềm năng được mở ra Các bạn có sự tăng trưởng Có được cái sự cải thiện về sức khỏe Về thể chất Sự may mắn ha, Cũng như phát triển được cái niềm đam mê của mình ừ. và các bạn có được cái sự gọi là làm việc có năng suất có hiệu quả hơn hoặc là những cái kế hoạch những sự chăm chỉ kinh nghiệm của bạn bây giờ sẽ được đền đáp xứng đáng và có lý do để bạn có thể tiếp tục những gì bạn đang làm à, và các nguồn lực bổ sung có thể được sử dụng một cách an toàn và có dấu hiệu cho thấy sự thăng tiến vận may và sự gia tăng à, nguồn cảm hứng nào đó ở đây à, có những cái nguồn năng lượng tốt à, xung quanh các bạn về mọi mặt về sức khỏe về mọi thứ à, các bạn cũng được ơn trên bảo vệ các bạn Rất là nhiều trong thời điểm này Và trong thời điểm này các bạn sẽ Có những sự hợp tác, kinh doanh à, Nói chung là Một cái thông điệp cũng rất là liên kết ha à, Sẽ có được cái sự gọi là tương tác um, Rất là có ích cho các bạn à, Những cái người khác Họ sẽ mang lại cho bạn cái động lực to lớn Và đồng thời Có một số bạn có thể là có ai đó sẽ đưa ra cho bạn Cái lời đề nghị hợp tác chung Hoặc là kinh doanh Hoặc là À, thậm chí là một cái lời cầu hôn lãng mạn ừ, thì sẽ nhận được những cái phản hồi tích cực à, có thể một vài bạn sẽ làm việc nhóm hoặc là kết nối với những người khác hợp tác với những cá nhân với những cái tổ chức có cùng chí hướng à, và khi mà bạn thiếu sự hợp tác hoặc là có sự học hỏi từ người khác thì có khả năng là các bạn um, sẽ có sự bất lợi đó cho nên việc của các bạn là hãy cố gắng ha, học hỏi lắng nghe và biết ứng dụng ừ. một cách khôn ngoan những cái sự gọi là hỗ trợ từ mọi người và các bạn có sự trào dân có positive ha cái sự tích cực sự lạc quan bên trong các bạn ha mọi lời mình cái thấy có khả năng nó sự gia tăng gấp đôi ừ. và ngoài ra cái đứa trẻ bên trong của bạn cũng cần được vui chơi được thoải mái cho nên mà cũng nên cho bản thân của mình những cái khoảnh khắc những cái thời gian để bạn cảm thấy vui vẻ ừ và các bạn sẽ có được cái sự đổi mới có được cái sức sống sinh lực và niềm vui khi mà mình có thể rời bỏ những cái rào cản về mặt cảm xúc ừ. ở đây có một số bạn thì cẩn thận với ngôn từ là ăn tiếng nói của mình ha để mọi thứ trong cuộc sống của bạn nó diễn ra một cách dễ dàng À, uống lửa bảy lần trước khi nói trong thời điểm này hoặc là một số bạn cẩn thận cái vấn đề rắn ha nếu như bạn nào ở gần cây cối hoa lá cây cành đó à. ở đây các bạn được khuyến khích hãy có sự đối xử với bản thân của mình như bạn đối xử với một cái người mà bạn trân trọng nhất hãy yêu bản thân của mình trong thời điểm này nha yeah. và đồng thời à, hãy dành thời gian ở ngoài cây cối thiên nhiên sẽ giúp cho bạn có thể lấy lại được cái niềm tin sức sống niềm vui sự trọn vẹn hoặc là sạc lại cái nguồn năng lượng pin cho chính mình ừ, một số bạn như mình nói sẽ có được cái tình yêu bạn từ cái người bạn đời lãng mạn của bạn hoặc là các bạn có được cái sự hàn gắn sau những cuộc cãi vã mâu thuẫn à, hoặc là bạn sẽ có được cái sự chữa lành khỏi những cái sự mất mát và hãy buông bỏ những cái mối quan hệ cũ tiêu cực để nhường chỗ cho một cái mối quan hệ mới ha tình yêu mà bạn gửi đến thế giới này là một phần quan trọng trong cái mục đích thiên liêng của bạn. Ngoài ra thì người thân yêu đã khuất của các bạn có sự hạnh phúc và gửi tình yêu thương cho các bạn nha. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 để xem coi uh, nửa cuối tháng 4 năm 2024 của bạn sẽ vươn lên mạnh mẽ nhất về điều gì. Và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn ơi ha. Cho mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người rất là thông minh, lý trí, khôn khéo, biết xử lý vấn đề ha. Là có một người có một cái sự gọi là nhảy bén, sâu sắc. Ừ. Các bạn đã trải qua rất là nhiều những bài học những cái khó khăn, những cái thăng trầm Hoặc là gặp đủ thứ, đủ những cái uh, sự gọi là tiêu cực nào đó Nhưng mà mình thấy các bạn là những người mạnh mẽ, kiên cường mà có thể vượt qua được Và mình thấy từ từ các bạn đang ở trong cái trạng thái của sự nhẹ nhàng Biết kiểm soát lại ăn tiếng nói của mình, biết kiểm soát cảm xúc của mình à, Và giữ cho mình tâm thái của sự bình yên, sự tinh tế ha một số bạn các bạn đang ở trong cái giai đoạn của sự chuyển đổi có thể một số bạn là chuyển đổi về mặt cảm xúc về mặt tinh thần hoặc là bạn sắp chuyển nhà chuyển chỗ ở hoặc là có khả năng là các bạn dạo gần đây hay nhớ về những kỷ niệm cũ ừ. một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn dạo gần đây hay ngủ mơ ha thấy có khá là nhiều điều gì đó hoặc là nhận được khá nhiều dấu hiệu từ ân trên một số bạn có thể là hay ngủ mơ thấy người thân tổ tiên của bạn về thăm ngoài ra dạo gần đây các bạn có cảm giác cảm thấy mọi thứ có sự mù mờ và không có rõ ràng cảm thấy tương lai không biết sẽ như thế nào cuộc sống mình sẽ ra làm sao hoặc là một vài bạn có thể là các bạn đang rất là mong muốn hy vọng mình sẽ có con à, nói chung là mình thấy các bạn đang bị ảnh hưởng của mặt cảm xúc chi phối hoặc là bạn có khả năng là nên bảo vệ sức khỏe của bạn hoặc là những người thân yêu của bạn đặc biệt là những cái đứa trẻ trong cuộc sống của các bạn à, Bởi vì giai đoạn này có thể có rất là nhiều người mệt mỏi áp lực chán nản hoặc là ăn uống nên có sự gọi là cẩn thận để tránh cái vấn đề gọi là uh, rối loạn ha, tiêu quá dạ dày bao tử rồi đó Ừ một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn nên cung cấp đầy đủ nước và dành thời gian để cân bằng để vui chơi thoải mái với thiên nhiên cây cối môi trường hoặc là kết nối với mọi người kết nối với trẻ em thì giúp cho bạn có sự gọi là vui vẻ hơn trọn vẹn hơn từ đó các bạn có sự đẩy lùi những cái nguồn năng lượng tiêu cực ra khỏi chính tâm hồn và tinh thần của mình hãy có sự hồn nhiên vui tươi giống như một đứa trẻ trong thời điểm này chứ đừng có quá nghi, nghi, nghi ngại hoặc là lo lắng quá nhiều về tương lai ha Ừ. những cái đứa trẻ nó vui chơi thời Khắc hiện tại nó cảm thấy rất là hạnh phúc, nó không có nghĩ đến tương lai quá nhiều, nó không có lo lắng về quá khứ cũng quá nhiều. Cho nên vì của các bạn hãy trân trọng những giây phút hiện tại, tập trung vào niềm vui thay vì nỗi buồn, nỗi lo, à, sợ hãi. À, và mình thấy các bạn là những người à, con rất là um, có hiếu hoặc là một số bạn giờ dạ, gần đây các bạn rất là muốn trồng hoa, trồng cây à, hoặc là các bạn rất là muốn mua hoa về trưng vân vân hoặc hãy làm những hành động những hoạt động gì đó bạn cảm thấy khiến cho trái tim của bạn hào hứng vui vẻ háo hức ừ. em thấy là như vậy và giai đoạn này mình thấy những gì đó mà bạn chưa rõ chưa hiểu thì tốt nhất là mình đừng nên gọi là đưa ra bất kỳ những lời phán xét phê bình hoặc là những cái quyết định nào đó ha ừ. hãy tìm hiểu kỹ lưỡng hơn rõ ràng hơn rồi hãy đưa ra quyết định thì nó sẽ tốt hơn à. và ăn uống thì cũng nên có sự gọi là cẩn thận cái vấn đề vệ sinh thực phẩm một chút, đặc biệt là những cái đứa trẻ đó. À bạn nào ở gần ao hồ sông suối thì nên gọi là nhắc nhở con trẻ của mình, à, con cháu của mình cái vấn đề coi chừng bị à, rớt xuống nước ha, mình thấy là như vậy. À nửa cuối tháng 4 năm 2024 của bạn sẽ vươn lên mạnh mẽ nhất về điều gì? ở đây mình thấy các bạn sẽ có một cái thời kỳ của sự phát triển dược bậc đó à, có thể các bạn sẽ có được cái sự phát triển mở rộng kinh doanh hoặc là tăng quy mô trong gia đình của mình à, có thể một số bạn có tin tức vô về con cái ha à, um, hoặc là có thể là bạn nào có có thể sinh con thành công hoặc là gia đình của bạn người thân của bạn sinh con thành công thêm người thêm của à, một số bạn có thể là bạn đang nghĩ đến cái việc gọi là mua bất động sản hoặc là bắt đầu một cái dự án xây dựng hoặc là thực hiện một số khoản đầu tư uhm. Thì nếu bất kỳ những cái điều nào đó Cho xuất hiện trong tâm trí của bạn ngay bây giờ Thì đây là thời điểm để bạn có thể Lựa chọn và hành động à. Những cái chu kỳ trong cuộc đời Nó đã đưa bạn đến một cái thời điểm thăng tiến tuyệt vời Mặc dù sự thật là việc mở rộng Có thể đến từ một cái cơ hội bất ngờ Chẳng hạn như là một số bạn có thể Có được những khoản lợi nhuận Những khoản lương Hoặc là một cái khoản thừa kế nào đó ừ. Hoặc là ở đây mình thấy các bạn cũng cần phải có một cái sự nỗ lực lớn thì mình mới có thể thu hút được cái sự gia tăng này và trên thực tế là bạn cần phải có sự tập tập trung và lên kế hoạch và tập trung cái năng lượng của mình sự chú ý của mình về việc là mở rộng hãy sẵn sàng tham gia hoạt động với cái sự nhiệt tình và hãy đặt nền móng và thực hiện kế hoạch của các bạn cái sự tập trung của các bạn sẽ đảm bảo rằng cái việc mở rộng này sẽ diễn ra theo hướng rất là có lợi cho các bạn đó và đây cũng là một cái chu kỳ các bạn mở rộng năng lượng của mình ha gia tăng tần số rung động của các bạn và các bạn có được cái những cái nguồn cảm hứng mới ha tinh thần sáng tạo của bạn nó có sự phát triển mạnh mẽ uhm các bạn sẽ có được những cái sự sáng tạo tuyệt vời à, đặc biệt những bạn làm trong lĩnh vực lấy sáng tạo đó thì có thể là bạn sẽ rất là thăng hoa với nghề à, nếu như bạn đang nghĩ đến một cái dự án sáng tạo mới nào đó thì đã đến lúc các bạn phải bắt tay vô thực hiện rồi à, hoặc là một số bạn các bạn đang thực hiện nó rồi thì có thể là cái dự án của bạn nó đang chuyển sang cái tốc độ phát triển cao ừ hoặc là một số bạn ở đây có thể là bạn sẽ theo đuổi mục tiêu của mình để bạn phát triển cá nhân của mình như là bạn học vẽ học đàn vân vân hoặc là bạn thậm chí thể quyết định đến trường học để học được cái điều gì đó mới và các cơ hội nghề nghiệp cũng được mở ra một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn sẽ có một cái tiềm năng rất là lớn trong cái vấn đề lĩnh vực viết sách viết lách xuất bản sân khấu hoặc là biểu diễn hoặc là sáng tác âm nhạc à. Nếu như các bạn cảm thấy mình được thôi thúc Mình muốn làm thì bạn cứ hành động đi ha Hãy gạt bỏ những cái nghi ngờ của bạn Và chia sẻ tài năng của bạn với thế giới Và bày tỏ khát vọng của tâm hồn các bạn ừ. Các bạn được ơn trên ca ngợi và khen ngợi các bạn Các bạn nên gọi là tận dụng hết những khả năng của mình Để có thể giúp cho cuộc sống của mình ngày càng vui vẻ hơn Thành công hơn Tuy nhiên mình thấy các bạn còn phải khắc phục một cái điều Đó là các bạn dường như lo lắng quá nhiều Ừ và cái sự lo lắng đó khiến cho bạn có thể mất đi cái quyền lực của chính mình đó ừ. bạn là một người có sức mạnh để bạn có thể xoay chuyển mọi thứ ha và hãy có một cái nhìn tích cực tích cực loại quan hơn và tự chủ hơn trong cuộc sống của mình ừ. thực sự thì bạn chẳng cần phải lo lắng gì hết Do các bạn tự áp đặt bản thân thôi ha. hãy có sự trân trọng những cái vẻ đẹp vốn có trong cuộc sống của mình và loại bỏ những cái khuôn mẫu tiêu cực của chính mình hãy chọn cái năng lượng của sự tin tưởng thay vì cái nỗi sợ hãi và bạn hãy biết rằng bạn có sức mạnh để bạn có thể xử lý bất cứ điều gì có thể xảy đến với bạn và cái sự tự tin của bạn được tôn vinh và đồng thời khi mà bạn có sự tự tin thì sức mạnh tâm hồn của bạn cũng có một cái sự gọi là phát triển dược bậc một số bạn có thể là bạn sẽ có sự đấu tranh với sự mâu thuẫn của mình Đôi khi bạn muốn làm gì đó nhưng mà bạn lại có những cảm giác bất an, lo lắng Các bạn có sự ngừng lại hoặc là bạn có sự kiểu như muốn tập thể dục để giảm cân Thì tự nhiên các bạn lại có những cái sự gọi là cảm thấy um, Có những cái suy nghĩ như là ừ, nó rất là khó khăn ha Hoặc là bạn có thể là phải kiên khem rất là khắc nghiệt vân vân Nó khiến cho bạn có thể là có những cái gì đó rất là muốn làm Nhưng mà cuối cùng bạn lại bị ngăn trở không thể làm được thì bạn phải giải quyết cái vấn đề này để bạn có thể có những cái bước đi nó chuẩn chỉnh và có những hành động thiết thực ừ. và đã đến lúc các bạn giải tỏa những cái suy nghĩ mâu thuẫn của mình rồi ha. và vũ trụ rất là dồi dào và bạn xứng đáng có khả năng biến ước mơ của mình trở thành hiện thực nha cho nên là bạn khát khao mong muốn điều gì đó bạn được thôi thúc rất là nhiều bạn biết rằng mình có thể làm được thì bạn cứ bắt tay vô hành động từng bước một thôi đừng có nghĩ đến kết quả quá nhiều mà hãy có sự tập trung vào cái quá trình thì nó sẽ tốt hơn các bạn có được cái sự khởi đầu mới nè ừ. một số bạn ở đây thì mình thấy là các bạn sẽ có sự tiếp cận một cái điều gì đó tuyệt vời và mới mẻ trong cuộc sống của mình và sự khởi đầu mới này nó có thể báo hiệu một cái sự kết thúc một cái điều gì đó khác chẳng hạn như là trong cái trường hợp rời bỏ công việc để bắt đầu một công việc mới hoặc có thể là thêm một cái nỗ lực mới vào trải nghiệm cuộc sống hiện tại của bạn ừ. hoặc là một cái mối quan hệ của bạn có sự nở rộ mà trước đây chưa từng có hãy sẵn sàng cho cái điều gì đó thú vị ở phía trước à, có thể bạn đã lên kế hoạch và thực hiện các bước để biến nó trở thành hiện thực hoặc là bạn có thể đã hài lòng với hiện trạng và không cân nhắc thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào thì ngay cả trong cái trường hợp đó hãy luôn mở rộng cái tầm mắt và trái tim để bạn có cái cơ hội để bạn có thể bắt đầu một cái điều gì đó mới mẻ hơn ừ, cho dù bạn đang tham gia vào một sở thích sáng tạo hay là bắt đầu thực hành tâm linh thì năng lượng này nó báo hiệu một cái giá trị to lớn cho cái sự khởi đầu mới này và vào thời điểm này các bạn nên có sự duy trì cái trạng thái năng lượng của mình à, liên quan đến những cái nỗ lực như là công việc và các mối quan hệ hoặc là um, một số bạn ở đây thì mình thấy là có giá trị trong cái việc cho phép động lực cuộc đời của bạn tiếp tục đi trên con đường hiện tại của nó à, mặc dù năng lượng bên ngoài vẫn ổn định nhưng mà đừng có đánh mất cái công việc bên trong có thể thấm xuống dưới bề mặt um và thời gian này có thể là bạn có sự cân bằng hơn trong suy nghĩ và hành vi của mình bây giờ là thời điểm tuyệt vời để bạn có thể đọc sách giao lưu với những người cùng chung chí hướng à, hoặc là để bản thân của mình tập trung vào những cái hoạt động khiến cho bạn cảm thấy nhẹ nhàng hài hòa hơn à, hãy có một sự duy trì sự cân bằng nội tâm nhiều nhất có thể à, bởi vì có thể các bạn có cái khuynh hướng hơi lo sợ nhiều thì các bạn cần phải hạn chế, áp chế cái điều đó bằng cách bạn giữ cân bằng và tỉnh táo và bên cạnh đó mình thấy có thể là bạn sẽ sớm có được cái sự gọi là tôn trọng và đánh giá cao từ mọi người dành cho các bạn đó ừ. các bạn sớm nhận được cái sự ghi nhận tích cực cho việc gì đó mà bạn đã làm hoặc là sắp làm ha ở một cái mức độ sâu hơn cá nhân hơn thì các bạn có được cái sự gọi là thay đổi trong thái độ của người khác cũng như của riêng bạn hướng tới các bạn bạn đang bắt đầu nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất ở bản thân và khi mà lòng tự trọng của bạn tăng lên thì những người khác họ cũng sẽ nhìn thấy những cái điều tốt đẹp nhất của các bạn. À, nếu như mà ai đó họ có một cái sự đối xử thiếu tôn trọng với bạn thì giờ đây bạn có quyền yêu cầu họ có sự lịch sự hơn hoặc là những thành công của bạn sẽ khiến cho những người coi thường các bạn họ có một cái sự e dè và e ngại ha. Và trên thực tế thì năng lượng của lòng tự trọng là cách duy nhất để bạn nhận được cái phản hồi từ vũ trụ hoa mà bạn hằng mong đợi vì vậy bạn hãy chọn cái ý định ngày càng tôn trọng bản thân trong suy nghĩ và hành vi của mình, à, và cách tiếp cận mạnh mẽ hàng ngày như vậy sẽ thể hiện được cái phẩm giá đáng tin cậy và sức mạnh đích thực, hai rung động không thể cưỡng lại được trong vũ trụ vì vậy hãy có một cái sự thừa nhận chính mình à, và có sự trân trọng những cái thành tích mà mình đã đạt được à... Nửa cuối tháng 4 2024 thì bạn sẽ vươn lên mạnh mẽ nhất về điều gì? Một số bạn có khả năng các bạn có sự cân bằng khá là tốt và bạn nhìn rõ được hướng đi con đường phía trước của mình, hoặc là bạn có nhiều lựa chọn, có nhiều cơ hội ha. Um. Có nhiều con đường để mở ra để bạn có thể tiến đến đích. Ừ, các bạn không có còn phụ thuộc vào một con đường nữa. Ngoài ra mình thấy có thể nắm bạn nắm bắt những cơ hội vàng gì đó giúp cho cuộc sống của bạn nó có sự gọi là sáng sủa hơn, phát triển hơn, vui vẻ hơn thành công hơn à, hoặc là có những cái cuộc gặp gỡ những cuộc hẹn đầy ý nghĩa ở đây và mình thấy có thể là bạn cũng sẽ lên kế hoạch để gia tăng hoặc là phát triển cái nguồn tiền của các bạn có thể là các bạn cũng biết sử dụng đồng tiền khôn ngoan hợp lý hoặc là có thể một vài bạn các bạn cũng sẽ có đi rút tiền đó ha, rút tiền ngân hàng đó mình thấy các bạn có sự kết nối một người mang năng lượng nam có nhiều tiền có sự thông minh có tài chính vững chắc an toàn À, có thể họ sẽ làm ăn chung hoặc là cho bạn lời khuyên ha. hoặc là có một sự hỗ trợ gì đó cho các bạn chẳng hạn. Ngoài ra thì mình thấy là các bạn hơi bị bận rộn á hoặc là bạn có khả năng là không có thời gian nhìn cho bản thân cho nên nó khiến cho bạn không có thời gian kết nối với thiên nhiên cây cỏ khiến cho bạn mất đi cái sức sống, mất đi cái nguồn năng lượng tích cực cho nên bạn cần phải có một cái sự sắp xếp lịch trình của mình để bạn có thể ở ngoài thiên nhiên nhiều hơn, à, uống nước nhiều hơn. Uh, tiếp xúc với vạn vật để bạn không có bị um, cái vấn đề bị uh, tụt mút hoặc là bị uh, hơi bị trầm cảm ha hoặc là cảm thấy lăng, lo lắng uh, lo sợ quá nhiều tiêu cực quá nhiều ừ. uh, có có cái sự gọi là cầm đồng tiền trong tay hoặc có một số bạn có một cái nguồn tiền lớn đối với các bạn ha ừ. tiền bạc của bạn sẽ có sự phát triển uh, mạnh mẽ ừ. hoặc đôi khi có một số bạn có những cái sự tăng trưởng bất ngờ ha, về tài chính À, có một vài bạn ở đây có thể bạn sẽ có một cái sự tương tác gặp gỡ những người thân yêu các bạn những người thân ở xa về thăm hoặc là có thể sẽ có những cái buổi tiệc đám vỗ hoặc là tiệc thôi no đầy tháng gì đó và đồng thời thì có thể là mình thấy có một vài bạn các bạn sẽ sinh con thành công như mình nói hoặc là người thân của các bạn Bên cạnh đó thì mình thấy có thể là bạn sẽ gặp được khá nhiều những người bạn cũ hoặc là kết nối với những cái người đã có những cái mâu thuẫn trước đó và có sự có thể là có cơ hội để có thể làm quà, hòa, hòa giải gì đó ở đây. Ừ. Thời gian này các bạn tránh lo lắng, nghi ngờ, nghĩ ngợi quá nhiều Nó sẽ khiến cho tâm trạng của bạn rối loạn, lo âu Thậm chí cả khả năng khiến cho cái tình yêu các bạn á nó trở nên mù mịt nha ừ, những bạn nào mà đang yêu á thời điểm này có thể là ai cũng mệt mỏi cả người nam lẫn người nữ có thể là do công việc quá nhiều có sự gọi là choáng ngợp ngợp ừ. và có sự chạy đua với thời gian vân vân ừ. cho nên là đôi khi ai cũng cần phải có cái khoảng thời gian cho chính mình hãy có một cái sự tôn trọng cái khoảng thời gian riêng tư của nhau à, để các bạn có thể cân bằng lại cuộc sống cũng như tình yêu tình cảm thì cái tình yêu này mới kết nối lâu bền vững chắc còn nếu không thì có thể nó sẽ khiến cho cái tình yêu các bạn nó mệt mỏi lắm nó mù mờ mà nó khiến cho tinh thần của bạn xa xúc ừ ảnh hưởng đến công việc của mình ha ừ. cho nên mình thấy bạn có sự vươn lên mạnh mẽ nhất là vấn đề tài chính rồi những cơ hội tiềm năng phát triển cũng như có một cái sự gọi là được người khác yêu thương khen ngợi và một số bạn có thể bước vào cái giai đoạn của sự lãnh đạo hoặc là có những cái chuyến đi gì đó thành công ừ. À, ở đây mình thấy các bạn nên gọi là bảo vệ con cái của mình nhắc nhở chúng để tránh những cái trường hợp như là bắt cóc rồi đó nha ừ, cẩn thận cái vấn đề này và cẩn thận bảo vệ sức khỏe để tránh bị bệnh các bạn tránh tắm đêm nha ừ. nè các bạn cũng có tình yêu đây nhưng mà có tình yêu nhưng mà có khả năng cái năng lượng cảm xúc nó dân, dân trào ở đây các bạn phải biết kiểm, kiểm soát nó À, không thôi là có thể bạn sẽ dẫn khiến cho cái cảm xúc lớn uh, nó lớn lướt quá nhiều cái sự gọi là khôn ngoan các bạn và khiến cho bạn gây ra những cái sự hối tiếc. Ừ. Một số bạn chọn luôn tù 1 với tù 2 Ở đây mình thấy các bạn được khuyến khích hay có sự gọi là À, biết ơn ha, với những gì mình đang có bởi vì à, sự biết ơn sẽ giúp cho bạn có thể cân bằng lại cái năng lượng của mình ừ. các bạn đang có được cái con đường dẫn đến hạnh phúc và mở ra cho bạn những cái lý do để bạn có thể vui vẻ hơn à, và hiện tại có điều gì đó có giá trị đang được chú trọng ừ. đây là thời điểm có thể một số bạn có thể là nhận được những cái món quà bất ngờ hoặc là các bạn có khả năng là sẽ có được những cái sự gọi là phát triển trong kinh doanh của mình ừ. À, bên cạnh đó thì có thể một số bạn có ký kết vấn đề pháp lý, hồ sơ gì đó thì nên có sự cẩn thận để tránh gọi là ký sai à, hoặc là hiểu nhầm ừ. à, Tránh bút xa gà chết ha. Và thời điểm này có thể các bạn sẽ có những cái sự ký kết hợp đồng như mình nói nè ừ. Một số bạn làm trong lĩnh vực này có thể có thêm nhiều cái khách hàng mới, nhiều hợp đồng mới Hoặc đây là thời điểm các bạn sẽ làm việc nhóm hoặc là làm việc với những người khác Họ sẽ mang lại cho bạn cái động lực to lớn vào lúc này ừ, hoặc là ai đó muốn mời, có những cái lời mời hợp tác với các bạn hoặc là có thể là một vài bạn có thể là có những cái lời cầu hôn lãng mạn thì sẽ nhận được phản hồi tích cực ừ. và ngoài ra thời điểm này nếu như bạn có một cái sự ích kỷ ha, muốn giành chiến thắng cho riêng mình thì có thể là nó sẽ gây cái điều bất lợi cho các bạn đó ừ. mình thấy các bạn có được cái sự thu hút sự thành công ngoài ra các bạn có được tình yêu ha có thể các bạn cũng sẽ có những cái giây phút ngọt ngào ha à, có cái nguồn năng lượng mạnh mẽ được phát triển trong tình tình yêu của các bạn ừ. ngoài ra có một số bạn sẽ có cơ hội tăng tài sản à, bên cạnh đó thì mình thấy là các bạn nên cẩn thận trong cái việc giao tiếp à, đối với đối tác với bạn bè với người yêu của mình ừ các bạn có được cái sự bảo vệ sự thịnh dưỡng ha các bạn được ơn trên bảo vệ bạn khỏi những cái sự gọi là tấn công tâm linh và các bạn có được sự yêu thương từ thần thánh dành cho các bạn và các bạn cũng có cái lá hy vọng liên quan đến the star đó một cái giai đoạn mà ước mơ của bạn sẽ trở thành sự thật nếu như các bạn gia tăng được cái sự lạc quan và tăng cường cái sức bền đồng thời khuyến khích bản thân của mình luôn tiến về phía trước đây cũng là cái giai đoạn các bạn có sự phát triển về mặt cá nhân và thức tỉnh tâm linh À, các bạn có những cái thắc mắc nào đó trong cái khía cạnh này các bạn sẽ tìm ra được cái câu trả lời và hãy lắng nghe tiếng nói bên trong của bạn ừ. và đừng để bản thân của mình trở nên quá tiêu cực hoặc quá để bản thân của mình bị ảnh hưởng bởi những cái lời nói tiêu cực sự nhận xét phê bình từ người khác ừ. nếu như bạn cảm thấy việc bạn làm có giá trị cho người khác và cho chính mình thì bạn cứ làm à. còn những người khác có khả năng là có nhiều người họ thích bạn nhưng mà cũng có một số người họ không thích bạn thì bạn đành phải có sự chấp nhận thôi xua theo dòng thôi à, bản thân mình không có thể kiểm soát người khác thì mình nên kiểm soát chính mình để mình có sự chấp nhận à, và chỉ tập trung vào những người mà thực sự mang đến cho mình giá trị còn những người không mang đến cho mình giá trị thì đừng mất thời gian à, đừng mất thời gian với những người không có nằm trong các bản kế hoạch cuộc sống của các bạn một số bạn có khả năng là các bạn sẽ gia tăng được cái sự may mắn khá là nhiều trong cái khởi đầu mới nào đó. và ở đây mình thấy các bạn có cái sự gọi là sự bảo vệ ha. các bạn được ơn trên bảo vệ cho bạn rất là nhiều lớp luôn và sự bảo vệ ở đây được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần trong cái trải bài này cho nên bạn hãy biết rằng bạn được an toàn mà không cần phải lo lắng gì hết hãy tiếp tục tiến lên mà không bỏ cuộc hãy tin vào chính mình và lắng nghe tiếng nói bên trong của mình à. cái sự thật của bạn là yếu tố quan trọng nhất lúc này ừ. và hãy cẩn thận để không có đảm nhận những cái việc mà bạn thực sự không hiểu hoặc là không có nằm trong hành trình cá nhân của các bạn nha yeah. à. đây mình thấy các bạn cũng có sự gọi là uh, gia tăng cái sự uh, tiến bộ nhanh chóng của mình à. hoặc là các bạn có được cái sự chăm chỉ và có được những cái kết quả xứng đáng cho sự chăm chỉ đó và hãy cảnh giác với sự thờ ơ của sự sao nhãn trong cái công việc của mình hoặc là tránh để bản thân của mình bỏ lỡ những cơ hội tốt đẹp cho các bạn đừng để bản thân của mình quá chìm đắm trong cái sự tiêu cực các bạn có được cái sự giàu có đổi mới về cái mặt năng lượng các bạn có được tình yêu sự ý chí của bạn cần phải có sự gọi là tăng cao Ừ. hãy có sự kiên nhẫn trên hành trình của các bạn đừng có vội nản trí nhẫn lòng số bạn như mình nói đây thời điểm các bạn phải bước vào cái vương quyền cái um, sức mạnh và cái khả năng lãnh đạo có khả năng một số bạn sẽ được lên chức ừ. và hãy có sự bình tĩnh ha. và bạn sẽ vượt qua được tất cả khi mà bạn gia tăng được cái sự bình tĩnh và cân bằng của mình ở đây một cái thông điệp nó rất là liên kết Trong cái việc gọi là đây là thời điểm hoàn hảo Để bạn bắt đầu những dự án mới Tiếp cận những ý tưởng mới Và khai sinh ra những điều cơ, kiện mới Hoặc là như mình nói một số bạn sẽ Sanh con hoặc là Cái tin tức con cái của người thân của các bạn Chẳng hạn à. Hãy uhm. có một cái sự gọi là Bao quanh mình với cái Nguồn năng lượng tích cực Đừng để bản thân của mình rơi vào những cái trạng thái lo lắng Tối tâm nặng nề chán nản uhm mình thấy các bạn nên nạp năng lượng cho bản thân của bạn bằng những ý định tích cực, những thực phẩm bổ dưỡng và khơi dậy cái cảm xúc yêu thương bên trong các bạn. Ừ. hoặc là bạn có thể có được cái sự gọi là trạng cảm thấy tràn đầy sinh lực và mạnh mẽ hơn khi mà bạn làm đẹp với thế giới bên trong và bên ngoài của mình. Ừ. Sau đó các bạn tận dụng cái sức sống ngày càng tăng này bằng cách các bạn bắt đầu một cái dự án mới thực sự khiến cho trái tim của bạn nó có sự reo hò phấn khích. Ừ một số bạn có thể là nhận con nuôi thành công ha à, hoặc là ngoài ra thì mình thấy bạn bắt đầu một cái điều gì đó trong hiện tại á. À, thì có thể là mùa xuân năm sau nó sẽ thành công nó sẽ đạt đến cái mức độ tăng trưởng như bạn mong đợi à, hoặc là bạn sẽ có cái sự hồi sinh của những cái cũ à, ý tưởng kinh doanh của các bạn nó sẽ thành công đó à, và đây cũng là cái thời điểm thích hợp để bạn có thể thay đổi cuộc sống ha rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi. À, nửa cuối tháng 4 năm 2024 của bạn thì bạn sẽ vươn lên mạnh mẽ nhất về điều gì và đây những trao bày chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba hiện tại có thể là các bạn um, đang rất là kiên nhẫn và kiên trì để có thể loại bỏ những cái uh, ngăn trở nào đó trong cuộc sống của các bạn về mặt cảm xúc hoặc là về công việc ha, vân vân. Mình thấy có thể là bạn đang ở trong cái trạng thái có sự sống giao hòa hơn, um, có sự nhẹ nhàng hơn với mọi người hoặc là sống trong cái sự gọi là hòa đồng hơn hoặc là có sự tha thứ hơn um, trước cái những cái biến cố gì đó trong cuộc sống của các bạn một số bạn các bạn có sự hướng thiện có sự gọi là tu tập các bạn có sự gọi là hướng về bên trong các bạn học hỏi những cái điều mới về chân lý về phát triển uh, tư duy suy nghĩ tầm nhìn của mình ngoài ra thì mình thấy có thể là một vài bạn các bạn uh, có khả năng là một người dẫn dắt một người lãnh đạo hoặc là một cái người làm trong lĩnh vực giáo dục hết chia sẻ những cái điều tốt đẹp à, một số bạn có tiếng nói trong cộng đồng à, tuy nhiên thì mình thấy có thể là hiện tại các bạn cũng có nhiều điều gì đó khiến bạn cảm thấy nhức nhói bạn là một người học những cái bài học có khả năng học trước người khác và bạn cũng phải đang cố gắng vượt qua à, bài học đó và bạn tích lũy được rất là nhiều kinh nghiệm để bạn có thể chia sẻ cho mọi người à, những cái người có trong cái trường hợp giống như bạn à, mình thấy là như vậy một số bạn ở đây mình thấy bạn là những người siêng năng chăm chỉ à, chịu học hỏi chịu phát triển chịu à, hành động chịu cam kết thì mình thấy các bạn sẽ có một cái nguồn năng lượng của sự thu hút ha, thu hút tài chính đến với các bạn một cách rất là dồi dào mình thấy là như vậy ừ, có thể sẽ có những cơ hội tiền bạc gì đó đang đến với các bạn rồi ha. hoặc là một vài bạn ở đây mình thấy cái vấn đề bạn đang tập trung lúc này đó chính là à, cố gắng nâng cấp bản thân nâng cấp kiến thức của mình rồi để bạn có thể thu hút tài chính đến hoặc là nói chung là tập trung vào kiến thức và tiền bạc ha. trong lúc này mình thấy là như vậy nhưng mà đừng có những cái bước đi dội dã hấp tấp thì có thể là bạn sẽ có những cái sự gọi là hối tiếc phải kiên nhẫn hơn ha. đừng có quá gọi là muốn mọi thứ phải nhanh chóng hoặc là đừng quá kiểm soát cái kết quả hãy tập trung vào cái quá trình thì nó sẽ tốt hơn cho các bạn bạn sẽ vươn lên mạnh mẽ nhất điều gì trong uh, nửa cuối tháng 4 2024 ở đây có một số bạn các bạn đang ở trong một cái tình thế khó khăn bị mắc kẹt giữa hai lựa chọn à, lưỡng lự vì bạn không có chắc chắn và thậm chí có thể là hơi sợ hãi à, trên thực tế thì có thể là bạn ở trong cái hoàn cảnh này khá là lâu rồi và có thể bạn đang cân nhắc một cái hướng đi nghề nghiệp mới hoặc là một cái dự án sáng tạo hoặc là lựa chọn đầu tư à, và bạn thậm chí có thể tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục một cái mối quan hệ hiện tại hay không nhưng mà bạn lại bị ngăn cản bởi sự bối rối và nghi ngờ bản thân của mình À, sợ đưa ra quyết định sai lầm khiến cho bạn không có đưa ra được cái quyết định nào hết và năng lượng của bạn nó bị trì trệ, nó bị kéo dài những cảm xúc và những kết quả cũ à, đã đến lúc các bạn thoát khỏi cái trò chơi bập bên này rồi và chọn hướng tiếp theo tốt nhất cho bạn ha. Bạn được nhắc nhở ha là hãy có sự tin vào trực giác của các bạn và cái khả năng gọi là uh, thu hút của bạn ừ. bởi vì uh, bạn có tiềm năng để bạn có thể thu hút những điều bạn mong muốn hoặc là có tiềm năng để có thể thay đổi được cái hoàn cảnh. Bạn càng học cách tin vào trực giác của mình thì bạn càng có thể biết được điều gì sẽ xảy ra với mình. Không chỉ vậy thì bạn còn có thể có được những cái hiểu biết sâu sắc về những gì mà bạn cần làm ngay bây giờ để bạn có thể xây dựng tương lai mà bạn mong muốn. À, bạn có sự sáng suốt để bạn có thể tạo ra tầm nhìn về điều mà bạn muốn và có cái khả năng tràn đầy năng lượng để biến nó thành hiện thực. À, bạn có khả năng thể hiện và đã đến lúc các bạn phải nghiêm túc thực hiện cái điều đó rồi ngoài ra nếu như bạn đang nghĩ đến cái việc phát triển sự nghiệp hoặc là thiên hướng trong nghệ thuật um, liên quan đến trực giác thì à, các bạn đang được bật đèn xanh ha, sức mạnh trực giác của bạn đang mở rộng vì vậy bạn hãy cởi mở với những cái thông điệp mà bạn có thể nhận được một cách rõ ràng ha. bạn hãy có một cái sự gọi là bước đi từng bước một ha. Ừ, để bạn có thể sẵn sàng thực hiện những cái bước tiến để bạn thể tiến tới mục tiêu của mình. Bây giờ là lúc các bạn xác định cái nhiệm vụ cần thiết để thực hiện mong muốn của bạn rồi. À, có thể bạn đã tiến bước trên một cái hành trình gì đó một khoảng thời gian nhưng mà các bạn cần phải có một cái góc nhìn rộng hơn và thử một cách tiếp cận mới. Đây là thời điểm tốt để bạn có thể dừng lại và xem xét bạn đang ở đâu, bạn đến đây bằng cách nào và bạn muốn đi theo hướng nào tiếp theo. Và bước tiến tiếp theo của bạn có thể liên quan đến điều gì đó mang tính cá nhân chẳng hạn như là cái chế độ ăn uống mới hoặc thậm chí là những cái thay đổi về mặt tinh thần nó cũng có thể là một cái việc chuyển sang một cái công việc mới một cái nỗ lực sáng tạo hoặc là một cái dự án kinh doanh hoặc là một cái nơi ở mới ừ. và cái nguồn năng lượng bên trong của bạn nó đang hoạt động à, bạn đang chuẩn bị bước vào những cái điều thú vị chưa biết ha. vì vậy bạn hãy lên kế hoạch cho những cái bước đi tiếp theo của bạn và tập trung hết lòng can đảm của bạn bạn đang sẵn sàng để có thể nâng cấp nâng cao rồi đó và ngoài ra mình thấy có thể sẽ có một cái người mang năng lượng nữ cái người này họ sẽ đến để tăng thêm cái tình yêu và sự ủng hộ xung quanh các bạn à, có thể đây là một người bạn hoặc là một thành viên trong gia đình hoặc thậm chí là một cái mối quan hệ công việc ừ, sớm thôi bạn sẽ gặp được cái người này hoặc à, cũng có khả năng liên quan đến lãng mạn tình yêu đối với những bạn mang năng lượng nam ừ. hoặc là những bạn nữ có khả năng các bạn cảm thấy được yêu thương hơn ha, tràn ngập tình yêu hạnh phúc hơn và hoặc là một số bạn sẽ được làm mai chẳng hạn nói chung đây là một người mang cái nguồn năng lượng nhẹ nhàng tinh tế và họ sẽ có cái giá trị trong cuộc đời của các bạn các bạn có một cái sự chuyển đổi rất là mạnh mẽ ha đây là thời khắc mà các bạn sẽ có một cái sự chuyển giao lớn lao bên trong và bên ngoài cuộc sống của mình có thể là đây là thời điểm các bạn có khả năng biến đổi cuộc sống cũ của mình thành một cái điều gì đó hoàn toàn mới những kiểu suy nghĩ và hành vi không lành mạnh bây giờ nó đã sẵn sàng để chuyển sang cái dùng cộng hưởng cao hơn nhiều của năng lượng hòa bình và không phán xét uhm. và đây cũng là cái cơ hội để bạn có thể làm mới chính mình à. và những cái thay đổi bên trong các bạn nó sẽ gặt hái được những kết quả phi thường trong tương lai gần và xa ha hãy dành chút thời gian để bạn có thể hướng nội hơn lựa chọn một cách có ý thức sự lạc quan sự tin tưởng và sự yêu thương bản thân nhiều hơn khi mà bạn thực hiện những cái thay đổi này thì bạn cũng sẽ thấy cuộc sống bên ngoài của bạn nó cũng thay đổi có thể là một cái mối quan hệ hoặc là một cái bước tiến lớn hơn và tốt hơn trong sự nghiệp đang đến gần rồi ha hãy hình dung những cái kết quả tuyệt vời bên ngoài này khi mà bạn tiếp tục thực hiện cái quá trình chuyển đổi ý thức và rung động bên trong của mình à, khi bạn làm vậy thì bạn sẽ thấy chu kỳ của các bạn nó có sự chuyển sang một cái giai đoạn mở rộng lớn lao và tích cực các bạn sẽ có khả năng đạt được cái thành tựu lớn lao trong cuộc sống của mình đó ừ. à, những cái dự án hoặc là kế hoạch của bạn sẽ có cái giai đoạn gọi là gặt hái được thành quả xứng đáng cho nỗ lực của mình ừ. hoặc là các bạn sẽ có những triển vọng tốt đẹp liên quan đến công việc liên quan đến tiền bạc ừ. hoặc là liên quan đến tổ ấm liên quan đến gia đình hãy tận hưởng thành quả lao động của bạn trong cái giai đoạn nửa cuối tháng tư này ha ừ. nhưng mà có một số việc các bạn cần phải thực hiện À, hãy có cái sự gọi lên kế hoạch hãy có một cái sự cam kết với cái điều mình mong muốn hãy để bản thân của mình vượt qua những cái việc chưa hoàn thành một cách vui vẻ và bình yên đồng thời tiếp tục mang lại hạnh phúc cho cuộc sống hàng ngày của mình thành tích này mang lại cho bạn cái sự thỏa mãn to lớn nhưng mà bạn hãy nhớ rằng niềm vui mỗi ngày cũng là một cái à, yếu tố khiến cho bạn có được cái sự gọi là viên mãn nhất đồng thời trong thời điểm này hãy cẩn thận với những người đang mặt nạ với mình À, đừng có vội vàng tin tưởng bất kỳ ai để tránh có những cái sự tin tưởng sai lầm rồi gây ra cho mình cái sự thiệt hại ha. Số bạn ở đây có thể sẽ cải thiện được cái giấc ngủ các bạn, à, hoặc đây là thời điểm mà có thể các bạn cũng nên nghỉ ngơi. Các bạn đừng có lao tâm lao lực quá mức không thôi là các bạn sẽ mệt mỏi, nặng nề và không có tinh thần để làm việc tốt, không có cái hiệu quả năng suất cao. À, một số bạn ở đây thì có thể bạn cũng có những cái lo lắng bất an uh, lo sợ gì đó nhưng mà hãy tin vào trực giác của bạn đi một số bạn chọn luôn tụ 2 với tụ ba bạn uhm. sẽ vượt qua được cái giai đoạn bất an này hoặc là như mình nói có những cái uh, um, cái bẫy ha uh, được dăng ra mà mình không có thấy được uhm. nếu như bạn hấp tấp dọn dàng đồng ý hoặc là bạn hấp tấp vàng dàng uh, nghe lời người khác thì bạn rất là dễ để bản thân của mình bị uh, mắc bẫy hoặc là bị gọi là thiệt hại gì đó rất là nhiều đó Ừ, cho nên là thời điểm này các bạn nên hết sức cẩn thận, tỉnh táo. Ngoài ra có thể uh, tránh đưa ra những lời nói hoặc là những cái quyết định gì đó mà mình chưa có suy nghĩ kịp thời, chưa có suy nghĩ đúng đắn thì rất là dễ gây ra những cái sự tổn hại. Một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn uh, nên ngủ sớm, uh, kiểu như là các bạn mệt mỏi các bạn ngủ đi, chứ các bạn đừng có gọi là kiểu nuông um, chiều bản thân. Uhm, xem uh, tin tức giải trí quá nhiều đến tận khuya thì có khả năng là sẽ bị khó ngủ đó uhm, một số bạn là có tình yêu nè uhm, tình yêu đến với các bạn nhưng mà mình thấy là có, có khả năng có nhiều đối tượng đến nhưng mà bạn phải biết cách chọn lọc phù hợp để tránh gọi là chọn sai người Nha à, chọn sai người thì sẽ rất là khổ ha? À, ảnh hưởng đến tình yêu ảnh hưởng đến trái tim các bạn cho nên mình phải uh, đúng tiêu chuẩn của mình thì mình quen còn không thì thôi đừng mất thời gian của bản thân mình và người khác uhm và trực giác bạn cực kỳ mạnh mẽ trong thời điểm này nó sẽ giúp cho bạn có thể uh, ngộ ra được rất là nhiều điều hoặc là nhìn nhận ai là người nên uh, tương tác ai là người không nên tương tác ha hoặc thời điểm này cũng có những cái lời nói chỉ trích phê bình phận nhận xét gì đó sẽ được đưa ra gây ảnh hưởng đến tinh thần hoặc là cái sự gọi là uh, tiến lên của các bạn trong sự nghiệp vì của bạn là không cần phải để tâm đến những cái lời tiêu cực đó ha không cần để tâm đến những cái sự dìm hàng đó chỉ cần tập trung vào cái mục tiêu của mình và quyết tâm để có thể thực hiện hoàn thành nó xong là bạn sẽ có thành tựu to lớn và những thành tựu to lớn như thành công của bạn là cái minh chứng rõ ràng nhất à, dành cho những cái người xem thường các bạn nha không cần phải mất thời gian với những người này à, và chia hãy có một sự tha thứ ha tha thứ để mình buông bỏ cái nguồn năng lượng này ra khỏi tâm trí của mình để mình có thể nạp cái năng lượng tốt hơn ừ. nói chung những gì không có giá trị thì tốt nhất là bạn nên buông bỏ Ừ. À, nói chung là trong cái giai đoạn này thành tựu lớn tiền bạc cũng đến khá là nhiều nha hoặc là các bạn có khả năng là sẽ có tình yêu ừ. và trực giác kiến thức sự thông đại sự khôn ngoan của bạn nó được tăng cao hoặc là bạn có khả năng là kết nối được khá là nhiều người họ hỗ trợ tư vấn hoặc là giúp đỡ cho các bạn mở mang kiến thức hoặc là có nhiều nguồn tài liệu tốt đúng đắn phù hợp đến với các bạn ngoài ra thì có thể là sẽ có những cái lời khuyên được đưa ra thì mình nên tiếp nhận để mình có thể tránh được những cái rủi ro không đáng ừ. Có một số bạn ở đây đang hướng về con đường tâm linh tinh thần hoặc hướng về cái sự tu tập thì mình thấy cũng sẽ có những cái lúc mà các bạn bị cái vấn đề hơi bị uh, mất liên kết với bên trong của mình Hoặc là bạn bị những vấn đề bên ngoài nó gây cho bạn cái sự lo lắng và nghĩ ngợi Thì bạn không cần phải lo sợ gì hết, hãy tập trung vào cái con đường mà bạn thực sự gọi là đang nhắm tới thôi Lo lắng, quản sợ nhiều thì bạn sẽ càng thu hút điều đó đến nhiều bạn hãy cầu xin ơn trên bảo vệ cho các bạn Wow, các bạn có được cái sự bảo vệ nè Bạn được thần thánh bảo vệ cho nên bạn hãy cầu nguyện cùng với Thiên thần Michael, tổng lãnh thiên thần vũ trụ của đấng bảo hộ thiên Liên để bảo vệ cho các bạn Khỏi những cái nguồn năng lượng tấn công tâm linh hoặc là những cái người không hay tiêu cực Và các ngài sẽ bảo vệ bạn trong cái vòng tròn ánh sáng và chỉ có nguồn năng lượng yêu thương mới có thể tiến vào Còn những nguồn năng lượng khắc nghiệt nó sẽ bị dội lại những cái người gây tổn thương cho các bạn Cho nên việc của bạn là không cần phải lo lắng gì cả thay vì lo lắng hãy cầu nguyện nhiều hơn các bạn được bảo vệ nhiều lớp ở đây ha à, các bạn có được cái sự thành công nè ngoài ừ. ra các bạn rất là dễ bị ảnh hưởng các bạn có khả năng cái nguồn năng lượng đó bạn nó nó trở nên là nó hơi bị nhạy cảm quá mức ừ. giai đoạn này từng cái, cái 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 trực giác cao nhưng mà nỗi sợ cũng dâng cao cho nên mình phải biết kiểm soát và cân bằng nha à. cân bằng là điều cần thiết hoặc là ra ngoài tiếp xúc thiên nhiên cây cỏ hoa lá môi trường hoặc là uh, sử dụng những thực phẩm thiên nhiên nó sẽ giúp ích cho các bạn nhiều hơn à. ngoài ra các bạn có được victory nữa nè thành công nữa nè wow có thể là bạn chiến thắng được bản thân chiến thắng được hoàn cảnh bạn có được cái thành tựu lớn lao cho chính mình các bạn có sự gọi là luôn có sự tiếp tục ha trên hành trình của mình và không có dễ dàng bỏ cuộc ừ. Uhm cho nên bạn không có lý do gì phải sợ hãi cả wow các bạn có mơ, mơ, mẹ maria hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều ừ. các bạn đang chơi hành trình là làm mới bản thân đổi mới bản thân của mình phát triển trở thành một con người mới và giai đoạn này cũng nên gọi là cân bằng mọi thứ chứ đừng có làm việc quá mức thì có khả năng sẽ gây cho mình cái sự tổn thương về mặt tinh thần hoặc là mệt mỏi áp lực ừ. à, rối loạn tiền đình đó ha. Các bạn có khuynh hướng là hơi bận rộn hoặc là hơi có những cái suy nghĩ mắc kẹt gì đó nó hoành hành. Nhưng mà với lời cầu nguyện các bạn sẽ được mở mang trí óc và bạn sẽ nhận ra được cái tình huống của mình là gì, Và bạn biết cách để có thể trấn áp nó và không để cho nó có thể hoành hành khiến cho cuộc sống của bạn trở nên gọi là lao đao và bạn sẽ chiến thắng được những cái điều này. Và như mình nói là cẩn thận với những người bằng mặt không bằng lòng nha ở đây mình thấy mẹ maria muốn cho bạn biết rằng hãy có niềm tin rằng lời cầu nguyện của bạn đã được lắng nghe và đang được đáp lại đức tin là ánh sáng soi sáng con đường của bạn à, không có niềm tin thì tương lai trông rất là đáng sợ đó là lý do tại sao bạn cần phải thực hiện bất kỳ những bước nào cần thiết để có thể giữ cho tâm trí và trái tim của mình tràn đầy niềm tin và đừng đừng có từ bỏ hy vọng vào bản thân hoặc là người khác hãy giữ một cái ngọn nến đức tin cháy trong tâm hồn của bạn vì một tia hy vọng nhỏ nhoi đó cũng có thể xóa tan được bóng tối tuyệt vọng Hãy là ánh sáng xóa tan cái nỗi tuyệt vọng u ám của người khác. Vì khi mà bạn khiến cho người khác mạnh mẽ hơn thì điều đó không chỉ củng cố chính bạn mà còn cả cuộc sống này thế giới này. Buông bỏ những suy nghĩ lo lắng đi, hãy luôn giữ những suy nghĩ của bạn một cách tích cực nhất. Hãy chú ý à, và làm theo bất kỳ sự hướng dẫn thiên liêng nào mà bạn nhận được. Hãy cầu nguyện ha vào cái việc chữa lành à, tinh thần thể chất của các bạn trong thời điểm này. Hoặc là một số bạn ở đây có đạo á mình thấy có thể là các bạn nên có sự cầu nguyện với đức mẹ nhiều hơn hoặc là bạn không có đạo cũng vậy bạn được mẹ soi sáng bảo vệ ở đây trong thời điểm này hoặc là được mẹ đánh thức tâm linh cho các bạn để các bạn có thể hướng về cái con đường tu tập sống thiện lành và quay về với niềm tin ánh sáng bên trong chính mình à. À, và có một số bạn các bạn có con cái thì cũng được đức mẹ bảo vệ ha trong thời điểm này à, ngoài ra thì một số bạn khi mà bạn kết nối với một ai đó liên quan đến tình cảm thì các bạn nên tìm hiểu kỹ lưỡng để tránh người khác gọi lợi dụng tình cảm chơi đùa tình cảm rồi khiến cho bạn gây ra những cái uh, nỗi buồn hoặc là gây ra những cái hậu quả khôn lường ha đặc biệt những bạn nữ trẻ ừ. mình thấy là như vậy à cẩn thận thuốc mê thôi miên trong thời điểm này khi mà gặp gỡ hoặc là hẹn hò với một ai đó mới mẻ cẩn thận hết sức ừ hoặc là các bạn nên nhắc nhở con cháu của mình nếu như nó đến tuổi độ tuổi hẹn hò cặp cặp kê đó ừ. rồi đặc biệt những bạn nào đang có con đang có thai hãy cầu nguyện đức mẹ sẽ che chở sẽ bảo vệ cho bạn và con cái các bạn ừ. rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký vào chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn